Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc máy in này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Cái khay để giấy này. Một tô màu xanh. Còn phần này. Công tắc này thì mình sẽ dùng màu đỏ nha. Đây, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang làm bức tranh một chiếc máy in này, màu xanh rất là đẹp. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha.
Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.